Thưa quý vị, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố do ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Thới Thạnh, Tân Thạnh, trường Xuân A, trường Xuân B. Tại các điểm đến, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và quyện báo cáo tóm tắt hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thông báo dự kiến chương trình nội dung làm việc kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10. Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri trong kỳ họp trước. Cử tri các xã kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân quyện Thế Lai khoảng 40 ý kiến, xoay quanh việc sớm đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố chống sạt lở tuyến sông Âu Môn, đoạn thuộc xã Thới Thạnh, Tân Thạnh, nhằm hạn chế sạt lở tiếp tục xảy ra. Nâng cấp sửa chữa cầu, lộ giao thông nông thôn bị hư hỏng xuống cấp, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, kéo điện cho hộ dân dùng sâu.